Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Tân Nhuận Đông, An Nhân, Phú Long, An Phú Thuận và thị trấn Cái Tàu Hạ. Các căn nhà này được xây dựng kiên cố, đạt chuẩn nông thôn mới, với chi phí từ 60 triệu đến 100 triệu đồng một căn. Trong đó, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ chi phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng, còn lại do các gia đình đối ứng thêm. Thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 tới.